cá chiên luôn. Đây đây. Wow, cá chiên này. Hành này có chai nước mắm này. Nước mắm với ớt và trứng. Đang chế. Không có cái. Nó giỡn á. Nó giỡn, nó không bao giờ nó cắn nữa. Trời ơi. Trời ơi. Con gái Quy Nhơn đây cả nhà. Xinh gái. Em gái ơi, em tên là gì vậy? Ok, vậy 6 giờ sáng rồi, mình sẽ tiếp tục di chuyển và tạm biệt cô chú. Sáng sớm ở nhà máy đá, mấy bạn này đã tới để chụp ảnh rồi. Anh thì đi chở xe ba gác về, chú thì đi mua đồ ăn về cho cả nhà này. Mời cả nhà ăn bánh hỏi nha, gà cháo nóng này. Giờ con cũng xin phép con đi luôn đấy. Thì con rất là biết ơn chú rất nhiều giúp con tối qua. Cho con ôm chú một cái được không? Biết ơn chú rất nhiều ạ. Đó, con đi mình giỏi. Nha. Bye bye chú ạ. Bye bye chú nha. Nha. Cô ơi. Con rất là biết ơn cô giúp con. Con gái nha. Đi qua giữ gìn sức khỏe nha con. Dạ. Con biết ơn cô rất là nhiều. Nhìn cô lại nhớ mẹ con quá. Nó khi nào là coi vợ trong Nam rồi ghé nhà nha. Dạ. Ok ạ. Để cho có lòng bà vợ Nam có đi đồn đường vậy gái người. Nặng vô chỗ hòn. Nặng mà. Sao cái ba lô nặng dưới. Ba lô này chắc là hơn chục cân chứ mấy. Nặng chỗ. Hello mọi người. Ok. 6 giờ 30 rồi. Các bạn này tiễn mình đi tiếp cả nhà. Bye bye. Buổi sáng ở Xuân Hải, Phú Yên. Bình yên cho cả nhà. Mì Long chạy qua cho mình cái chai này. Ôi. Cái góc này đẹp quá cả nhà ơi. Nhà xem biển này đẹp quá. Mời anh em à, sáng đón mình. Cái trước mặt này là hòn đảo gì đây? Biết không? Không biết à? Cảnh đẹp quá cả nhà ơi. Cả nhà thấy gì không? Ánh nắng mặt trời nó xuyên qua tầng mây nó chiếu xuống biển kìa. Đẹp quá. Lần đầu tiên mình nhìn thấy cảnh tượng này đấy. Bắt đầu lên đây rồi. Là rất là thưa nhà dân cả nhà. Vắng vẻ lắm. Thấy là trời đang mưa này. Mà cái đường này nó rất là vắng, không có nhà. Chỉ có một cách đó thôi mà, áo mưa và đi tiếp thôi. Lại sự. Ngoài những lúc mà được mọi người yêu mến chào đón thì lại có những cái lúc mà cảm thấy cô đơn, buồn chán, mệt mỏi. Nhưng mà leo đồi một mình. Cảnh đẹp quá. Ngồi lên nghỉ mệt một tí. Con container kia nó nặng quá. Nó không bò lên dốc được cả nhà. Đang đứng chết máy giữa đường kìa. Nguy hiểm quá.
Đứng ở đây mọi người có thể nhìn thấy thành phố Quy Nhơn kìa. Thời tiết thì hết mưa rồi nhưng mà trời vẫn âm u và gió rất là to. Cầm mấy cái bánh này vừa đi vừa ăn cả nhà. Được mấy anh em tặng. Có nước uống này, có bánh mì ăn này. Ở trên đèo không sợ chết khát đâu. Làm nó anh kỷ niệm này. Thực sự là đi ở trên đường ấy mà rất là vắng, không có ai, nhưng mà được ôm những cái ôm của những người anh em đi trên đường ấy làm cho mình có nhiều động lực hơn để mình đi đấy. Cảm ơn những người anh em rất nhiều. Còn bây giờ tiếp tục ăn bánh mì. Con đi bộ. Cảm ơn bác nhá. Ok. Mày đi đâu tao chở đi ra luôn. cảm ơn bác rất nhiều. Nhưng mà con đi bộ mà. Hai thanh niên này vừa gặp ở dưới kia. Ôm một cái giờ thanh niên ấy quành lại để quên đồ trong Quy Nhơn. Bảo mời mình bữa cơm nhưng mà thôi, mình để mình đi xin làm việc của mình đổi cơm sau, chứ để người anh em hỗ trợ thì dễ quá anh em ạ. Làm gì khó khó tí đúng không? Thôi ăn thâm nốt một cái bánh mì rồi đi tiếp. Mấy chú này đang thu hoạch bạch đàn cả nhà. Sao phải tước cái vỏ ra vậy? Bỏ vỏ đi á? À, cho con lên này, con làm thử cái đấy được không? Được. Ok. Chẳng có lên được thì không á. Lên ở chỗ nào ấy anh? Lên được không? Ok, để em đi lên đấy. Đi cẩn thận nha anh. Đó, chỗ đây này, chỗ đây này. Rồi rồi. Ok. Để em lên trải nghiệm với cảm giác làm cái này xem sao. Khổ lắm em ơi. Khổ anh. Em hỏi là sao mấy cái bạch đàn này nó nhỏ đã phải chặt rồi? Nó nhỏ này sao đã chặt rồi? Chặt ra cái đỡ lớn thì chết. Thế nếu mà nhỏ nhỏ này thì mình làm cái gì? Lấy về mình làm cái gì? Bơm nó xay đi làm giấy á chứ gì? Làm giấy á? Ai, chú vừa kéo mình từ cái dốc này lên. Chú làm mày có mệt không chú? Mệt chứ, mệt tao nghĩ chứ sao không mệt. Cứ làm một buổi vậy cũng nghĩ cũng 2-3 lần chứ. Một buổi nghỉ 2-3 lần. Nghĩ uống nước, không thuốc, đồ rồi làm lại nữa. Một buổi thì mình làm bao lâu rồi chú? Mấy tiếng? 4 tiếng. 4 tiếng à? Là mình có mỗi dọc cái... Lấy vỏ ra bỏ rồi tay xuống dưới rồi xin tới bóc. Thế cái thân đấy thì người ta lấy làm gì ạ? Đỡ xây đỡ làm giấy. Làm giấy hả? Xuống công ty. Ok. Nhập vô. Thế vô con... Lúc đầu ở... Khi nó vô nó chữa gì à? Cũng dân xuống chữa, xuống tàu. Làm giấy. Xuống tàu đỡ xuất gì Trung Quốc à? À. Thì dân đây dân ở Trung Quốc nó mua cho mình đâu có đây. Mình không ấy thôi. Mình chỉ gáy ra thôi. Lấy cái phần đấy thôi. Ok, để con lên con thử làm cái này của chú nhá. Cả nhà nhìn này. Tí nữa để tí nữa em lên đây đã. Anh cứ tìm Vũ Duy Hoàn ra. Hoặc là đi bộ xuyên Việt. Đi bộ xuyên Việt. Đúng rồi. Để lên đây xem mấy anh này nha. Dốc này mấy anh vẫn lên được cơ. Ui. Dốc ạ. Ôi. Nghe mà quay cảnh cho mấy mày đó nha. Mấy anh cười tưởng tươi lắm. Anh ơi, anh chỉ cho em cái cách làm ấy đi.
Mình mỗi vạc cái vỏ này ra thôi đúng không? Nhìn cũng đơn giản đúng không? Anh quay cho em làm thử cái này coi. Mấy anh em vẫn đang làm rất là nhiệt tình ở nhà. Chưa đến nơi rồi. Ví dụ như mà mình dọc được 1 tấn thì lương được bao nhiêu anh? 30 mấy ngàn thì á? 300 mấy á? Ui. Nhưng mà 1 tấn thì anh phải làm trong vòng bao lâu? Một ngày. Nhưng mà vất vả nhờ. Cả nhà xem này, dọc như này vất vả lắm. 1 tấn là được 300 mấy ngàn. Mà mấy anh em này cùng làm cùng luôn. 1, 2, 3, 4, 5. Ví dụ như 5 anh thì 1 ngày dọc bao nhiêu tấn? Như này này, trung bình nha anh. Tính trung bình ấy. 700 tấn à. Thế ngày bọn anh cũng được 350, 400 ngàn đúng không? Nhưng vất vả nhờ. Mấy anh làm đến 11 giờ bắt đầu nghỉ trưa là cả nhà ơi. Bây giờ là nhà nào về nhà đấy à? Chiều đấy. Hay là ăn cơm ở đâu? Cơm ở đây. Rồi cho nên anh tên kia, người anh ở đây, người xem ở đấu nó làm. Vậy á? À? Bây giờ mấy anh đi ăn à? Hả? Mấy anh đi ăn đúng không? À. Cho em đi ăn với. Ăn ở đâu anh? Đây ở đâu? Ở ngay đây á? À? À. Em ăn ra ăn với nhá. À. Ok. Cơm với cá anh? À móc võng nó nghỉ à? Đây, cơm của anh treo đây. Anh có món gì đây? Đấy. Anh có món gì đây? Cơm gì đâu? Cơm à? Bây giờ chung kỳ xét về cơm con mốt để đưa ra được quay thì... À, mỗi anh sẽ mang một phần cơm với một phần võng đi à? Bây giờ anh đang cột võng này cả nhà. Sẽ nằm đây nghỉ ngơi. Bây giờ lên làm tiếp ạ? 1 giờ. Anh nhiều thấy mát quá đi lên làm cũng có. Mình biết cậu hai vô làm ấy. Ngồi đây mát nhỉ anh nhờ. Có. Đằng sau là biển luôn này cả nhà. Có tạo điều kiện gì cho anh em không bạn? Sao mà giữ được? Dạ vâng ạ. Mời cả nhà ra ăn cùng mấy anh em nha. Ngồi đây. Đây à, hôm nay có cả món cơm. Cơm trắng với cả thịt cả nhà. Rồi tết cái vui vậy anh cơm đây. Đóng quá mơ. Cơm này. Cho em một suất này luôn à? Cho lên trước luôn, anh ơi. Cảm ơn anh nha. Ờ. Tham muốn là đuối gì đâu. Ta kiếm cái bỉa cây. Bẻ cây á? Bỉa cây. Cá chiên luôn. Đây rồi. Wow, cá chiên này. Anh này có chai nước mắm này. Mắm với ớt và trứng. Đang chế. Làm mệt rồi bắt đầu nhìn cái cơm là đói là ngon này. Rồi, con xin đỡ rừng. Cũng vào cho mình ít dầu à. Mời cả nhà nha. Có cái đũa xịn chưa? Đũa rừng vừa bẻ xong.
quay đi coi lại, Yên có một quả trứng ở trong tô cả nhà. Đâu? Dạ. Chú này chú cho mình này. Mời cả nhà uống trà đá nha. Ngồi uống trà đá này, ăn cơm này, ngắm view biển này. Quá tuyệt vời luôn. Cơm no rượu say nằm nghỉ một giấc là chiều tiếp tục hành trình thôi. Thì bây giờ nghỉ ngơi tí, không mang võng thì nằm xuống đây luôn cả nhà. Mình vừa nghỉ ngơi được 15 phút rồi mình tiếp tục di chuyển. Anh ấy thì anh chào mấy anh giúp em nhá. Rồi, bye bye mấy anh nhá. Dạ. Thì vừa được ăn cơm trưa xong với cả ngủ một giấc giờ khỏe rồi cả nhà. Tiếp tục di chuyển thôi. Anh vừa lấy mình làm cái này. Không phải vòi ra. Quy Nhơn đằng sau đúng không anh? Đẹp quá. Hello mọi người. Thực tập gì à? Thực tập gì vậy? Thực tập nhận thức công trình. Làm cái công trình. Chào mừng mọi người đã đến với khu sinh thái An Nam. Tiếp tục di chuyển thôi. Chào mừng mọi người tới với dốc Quy Hòa. Cảnh đẹp quá cả nhà ơi. Núi rừng. Ở trên kia có nắng kìa. Nắng đang chạy kìa nhà. Ninh Bình này cả nhà ơi. Thân thuộc quá. Mình đang ở dốc Quy Hòa, gặp được bạn xinh gái này. Bạn cho mình bánh với cả cho nước này. Ôm 5 phút nha, ôm 5 phút nha. Ok. Rồi đấy, đây là video tập 51 nha. Xin mời bạn một cái ôm nha. Nó lên đèo. Cho nên là xe bò rất là chậm. Rất là mệt cả nhà. Những địa danh quen thuộc mà sao nó xa thế. Anh em 17 đây. Ông ấy coi. Những tin em phim bất ngờ ghé vô quán em anh buổi trưa. Nhưng mà không thấy anh trả lời. Em thấy từ lúc anh phát trực tiếp từ lúc 2 giờ đâu phút trên kia rồi. Cái em đi ngang bên giờ thấy luôn, em quay về là anh có nước nè. Nước mình lại không uống được, bó hốc uống nó bị mỏi. Nhưng mà anh em lỡ mua rồi thì cứ vặn một lon ra uống đỡ. Rồi xin mời anh em một tấm hình chụp ảnh nha. Cảm ơn nhiều nha. Nghỉ chân làm hớp bò húc rồi tiếp tục hành trình anh em ạ. Sợ ăn hồng đồ sốt em. Mới đâu đi đâu ơi, đóng vậy à? Giờ mấy em đi, hai đứa bạn em đi học. Tập 51 nha. Thanh niên áo trắng này vừa bị gãy tay bóp mạnh quá. Sorry nha. Trước mặt cả nhà đây là thành phố Quy Nhơn này. Đẹp quá, đang ở trên đèo Gành Rằng đây. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục di chuyển. Hello. Ôm em cái coi. Chú đi xin việc rồi ấy chú. Đúng rồi. Ôm em nào. Rồi, cảm ơn. Chú, con có nước. Có nước hả? Mày đưa đi đâu về đây? Chú con gửi chú. Ok, cảm ơn. Sao mà lấy lượn đi rồi lại lượn lại à? Dạ, chào đi chung với đời anh á. Mày hả? Xin chụp mấy đứa một tấm nha. Tập 41 nha, à 51 nha. Cảm ơn nhiều. Anh biết em nha. Mày đùa anh à? Dạ. Anh ở trong ba lô rất là nhiều đồ luôn đấy. Anh cầm đi, anh cầm đi. Bây giờ cầm cái này khác gì ấy đâu. Sao không? Ông bởi vì đi nỉ mà.
Có nhiều đồ ăn ở trong cặp rồi. Anh cầm giúp em đi. Lỡ mua rồi thì xin một miếng ăn cho người em vui nhá. Ok. Anh, cầm anh bảo là công kênh anh không cầm được. Không cầm được mà. Công kênh, anh chỉ xin một miếng để cho người em vui được chưa? Dạ được. Ok. Để anh lấy miếng, bẻ miếng. Vút túi. Ồ thế nào? Cả nhà nhớ thanh niên này mà lấy gặp mình không? Mang cả một cái, mua cả bánh mì đi, sợ mình đói. Còn bạn này nữa. Anh tên gì em quên rồi ta? Anh Hoàn. À, đó rồi. Rồi, cảm ơn nha. Đi 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 đâu thì đi đi. Giờ đi đâu anh? Dạ. Bây giờ đi đâu anh? Về nhà. Về nhà hả? Dạ. Rồi, cảm ơn nha. Bye anh. Bye em. Cái xe nó lên dốc cả nhà ơi. Khói mù. Em bãi biển Quy Nhơn đẹp chưa này? Wow. Lại tiếp tục một địa điểm nhưng mà hơi xa cả nhà. Wow. Quy Nhơn đẹp quá cả nhà ơi. Thành phố đang phát triển. Chào. Ôm cái nào? Luôn. Ôm cái nào? Yeah. Ôm chặt cái gọi. Rồi. Ôm bạn này cái nào? Yeah yeah em ơi. Bay vô. Em ơi chưa đi. Mọi người xem này, bên này là Phú Tài, bến xe liên tỉnh. Hello mấy đứa. Ngồi uống trà đá với mấy anh. Mấy anh cho một ly trà gừng này cho ấm người. Ấy có đường phèn này. Đường phèn này lần đầu tiên em nhìn thấy đấy. Em ngậm cái này này, em ngậm cái này cho nó dịu bớt cổ này. Ngậm cái này anh. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Kim Cúc Plaza của Quy Nhơn. Mình đang đứng giữa trung tâm đây. Bùng binh lên cả nhà ơi. Ok, giờ tiếp tục di chuyển cho mình nha. Chào mừng mọi người đã đến với Quy Nhơn. Ok. Có bánh đa cả nhà ơi. Cho ôm cái coi. Đấy đâu chú. Ôm cái coi. Ôm chặt cái. Rồi cảm ơn nha. Ôm 5 phút được không? Dạ không được. Con chậm dây cho nó mất được không? Ok. Mới có cái kiểu sạc mới cả nhà. Vòng cái dây lên xong để xuống đây. Bây giờ thì mình sẽ nghỉ đây một lúc, ngủ một lúc. Lúc này xong rồi, bay đá nào hay nữa thử. Bạn tới rồi. Đây là mọi người, mình vừa ngủ xong thì mấy anh chị đang nấu ăn này. Anh Tú ơi, từ từ lên. Chị xinh gái tên là gì ta? Chị xinh gái ơi. Chị tên là gì vậy? Chị Duyên à? Quay lại cười tươi cái nói. Ok. Chị Duyên đang nấu rau cả nhà. Còn anh Tú thì đang rửa son. Bây giờ thì mình sẽ vào đây mình tắm một xíu đã cho nó thoải mái. Wow. Bữa tối tới rồi cả nhà ơi. Hết đồng hồ cái pin rồi. Mời cả nhà ăn nha. Hôm nay là đầu bếp xin giới thiệu mọi người đầu bếp Tú đẹp trai và đầu bếp Duyên xinh gái. Còn anh Hữu ăn trực. Và Hoàng ăn trực nữa. Anh Tú giới thiệu món này đi. Đây cá nấu canh.
cá gì? Nãy kêu cái gì thì chở bà ơi, bà chở nó ăn quên mất rồi. Thôi bây giờ đến chị Duyên giới thiệu các món này đi. Cái gì này chị? Đây là món sú xào thịt bò. Cái gì xào thịt bò? Sú. Sú á? Sú xào thịt bò. Thế còn món này là chị? Ăn chua. Ăn chua, ok, mà cả nhà nha. Ăn biết món này muốn cơm. Món cơm. Thôi cái gì ăn cơm đi. Dạ, ok. Thôi ngồi xuống thôi. Đấy, chị gái mà mua gọi là tú được sẽ được giảm giá. Chuyên gái mua thầu tú là sẽ được giảm giá 50%. Kéo khi được free luôn chứ. À. Đó, bạn này là bạn chua đấy. Ê, hiền thổi ớt bóc lịch. Ớt có lịch. Anh lên nói là anh chua lâu ăn ngon cực cả nhà. Món nào cũng ngon luôn. Mấy anh em ăn sạch banh luôn. Quên chưa giới thiệu. Buổi sáng nay, buổi trưa quên được giới thiệu thì tối nay ấy thì Hoàn ở đây này 246 của Nguyễn Thái Học. Bây giờ thì mấy anh em đi ra đi chơi ở quanh đây, dẫn cả nhà ra chơi nha. Đi thôi. Dẫn cả nhà đi vào khu chợ đêm nha. Chỗ khu đổ để xe ở đây, nhà văn hóa lao động ngay góc này. Chợ đêm của thành phố Quy Nhơn. Đây là khu karaoke của thành phố Quy Nhơn, là cả một cái dọc ấy luôn. Di chuyển theo mình nha. Chợ đêm Quy Nhơn. Nhân này cũng đẹp nè. Đẹp luôn. Trong đây thì mọi người bán rất là nhiều đồ, từ những vật dụng nhỏ nhất cho đến vật dụng trang trí. Đây là của sinh viên, các bạn ở trong Quy Nhơn sẽ tới đây để mua đồ, sắm đồ. Này thì chủ yếu là mình dẫn các bạn đến đây để ngắm các bạn sinh gái ở Quy Nhơn thôi. Vài chục cái rồi lắm. Cứ 2-3 ngày là làm mé xíu rồi chạy qua anh ở dán ngược lực. Cứ 2-3 ngày mé xíu anh qua dán ngược lực. Nó đủ không sao. Mới chiều qua nó cũng qua dán này. Đa số là các bạn nữ đi mua nhiều đồ hơn các bạn nam. Rồi, mày sao mà đấy mày ngồi luôn đi. Nó không có cánh em ơi, nó giỡn, không bao giờ nó cánh nữa. Trời ơi. Đồ tí là nó ngầu nó kết bạn với hồn nhanh không? Mình lấy chưa hỏi lên bạn. Con gái Quy Nhơn đi cả nhà, xinh gái. Em gái ơi, em tên là gì vậy? Con buồn lắm ơi, nổi giới thiệu đi em tên gì vậy?
Con nói em là xinh gái mà. Em còn đi học à? Em còn đi học. Sao sang bên kia đi mày? Giờ chạy về làm gì? Con này Nó thắt đồ ăn rồi. Thôi mà nó lê đây. Mời cả nhà ăn ruột non này. Ngon quá. Cái một chùm quà là không biết. Ồ quay gì á? Chào mọi người cái nào? Chào mọi người cái. Cái tươi lên. Rồi. Rồi, đừng quay nó. Quay mà nó đỡ, mai mà thắng mày bắn cá là mày chết tao. Không được bắn cá nha chưa? Yeah, cũng đang nghỉ chú đừng quay con nữa, con xấu quá. Xấu quá à, ok. Thanh niên này là chuyên đi xin tiền đúng không? Chuyên tiền, chùm bắn cá. Chùm bắn cá à? Sao anh biết? Thôi bắn cá gặp thiếu thuốc mà. Em ơi đừng bắn cá nữa, nhà mình còn gì đâu. Bye bye hai bạn nha. Tình nước này tấm vậy. Đi du lịch không? Nay mưa lạnh lạnh ít người cũng ra được. Ừ. Dẫn cả nhà vào một cái khu phố đi bộ. Cơ mà khu phố này thì hôm nay trời hơi lạnh ấy, là ít người. Cái khu phố này thì ngay đối diện với sáu xứ Hòa Ninh rồi nhỉ? Cùng lâu nhậu nha. Tại vì mình cũng có người yêu nên cũng có khi mà gọi là đi dạo mắt, đi uống đồ hay là đi bạc đi ăn uống rồi. Thế rồi các bạn, phải kiếm người yêu thôi. Khu này là khu biển này. Đẹp lắm. Wow. Mưa gió lạnh rồi, nay dịch rồi nó ớt này. Nó tắt điện hết rồi. Trời ơi, nó nhìn về cái tâm hết rồi. Cái tòa nhà cao nhất Quy Nhơn á. Cao nhất Quy Nhơn này. Đó, hướng dẫn viên bảo là hôm nay mưa gió lạnh nên là đường xa nó tắt đèn hết rồi. Tắt đèn không không đẹp. Nhưng mà nhìn này vẫn đẹp cả nhà. Hôm giờ này mới đi chơi mà. Đây là chùm quán nhậu này. Chùm quán nhậu, đường Xuân Diệu cả nhà. Bên này là các quán nhậu, còn phía bên này là đường biển luôn này. Quay cho con nhậu mà không thấy quán nào hết. Nhà tới với tượng đài chiến thắng. Top 3 Quy Nhơn. Top 3 Quy Nhơn. Cà phê ngồi trời. Mấy anh bảo là nước rô tận bờ này, là có khả năng bị bão này. Có khi nó không vô tới đây anh? Không, nó tới khu ngoài kia à. Toàn ở ngoài á? Xong cái này vào đây tận đây ra. Biển động mạnh lắm cả nhà. Ủa ôi. Mấy anh em dự là đi vòng vòng nữa nhưng mà mưa gió lạnh quá đi về cả nhà. Cũng quay vòng vòng hết những địa điểm đẹp ở trên Quy Nhơn rồi nhà. Mình mặc áo vòng tay lạnh quá, cứ nét sau anh Tú. Nhìn anh Hữu đẹp trai này. Quá cứng luôn. Mặc áo cộc tay luôn cả nhà. Đang livestream trên Facebook mấy thanh niên này canh me chụp ảnh luôn. Kể từ cái coi. Ok, bye bye nha. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video nha. Nếu mà thấy video này hay thì hãy like, ủng hộ và comment vào phía dưới nha. Nhớ subscribe đăng ký kênh nha. Chào tạm biệt mọi người.